xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên cầu thủ Jaylen Brown như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Tiếp theo là chữ A. Chữ Y này. Chữ L này. Chữ E này. Sau đó mình sẽ cách vào đây một cái hình ngôi sao màu hồng. Sau đó mình sâu nút cái chữ tiếp theo là chữ brown. Như vậy là mình đã sâu xong cái phần tên cầu thủ. Tiếp theo mình sẽ sâu đến những cái hạt màu sắc. Rồi về cái hạt màu sắc này thì bây giờ mình sẽ sâu vào đây những cái hạt này. Mình mơ não này. Rồi mình sẽ sâu vào đây cái hạt nhỏ màu trắng nhé. Mình cứ sâu như vậy cho đến hết cái phần dây này. Mình cứ sâu lần lượt cho đến hết phần dây này nhé. Sẽ sâu thêm vài hạt nữa nhé.
là đã sâu xong thì mình sẽ buộc hai cái đầu dây này lại. Đây mình sẽ buộc hai đầu dây này lại với nhau nhé. Sẽ buộc nhiều lần cho nó chắc cái phần vòng tay nhé. Sau khi mà buộc xong mình sẽ cắt bỏ cái phần dây còn dư đi. Như vậy là mình đã sâu xong một chiếc vòng tay có tên cầu thủ đội bóng NBA như thế này, Jaylen Brown. Các bạn có thể tham khảo cách làm của mình để sâu những chiếc vòng tay xinh xắn như thế này nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.